Mình đang đứng ngay chỗ ngã tư Tú Sương với lại bà huyện Thanh Quang, quận 3 nha mọi người. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một món bún bún riêu canh bún rất là đặc biệt của cái cô người Huế bán ngay góc ngã tư Tú Sương với lại bà huyện Thanh Quang luôn. Hiện giờ là khoảng gần 10 giờ đó mà khách rất là đông. Một cái món là bún riêu vỉa hè rất là đặc biệt. Hồi nãy mình ngồi đây mà thấy cô làm không có kịp luôn. Có cái bé gái này ngồi kế bên là đợi từ nãy thấy cũng lâu lắm rồi. Đây, bạn gái đây. Ở đây thấy đa phần là bạn trẻ với lại cái người dân lao động rồi đó mọi người. Đó. Tại giá thì rất là rẻ. Ở đây là cô Xuân bán từ 6 giờ sáng cho tới mấy giờ cô? 11 giờ. À, 6 giờ sáng cho tới 10, 11 giờ nha mọi người. Nếu mà ai đi ngang ở khu vực quận 3 thì tới ghé ủng hộ cho cô Xuân. Là mình xin nhắc lại là nó ở đằng sau bệnh viện mắt. Đúng em. Ở phía sau bệnh viện mắt. Con này là người gốc Huế nhưng mà bán thì nấu hương vị của miền Nam. À, là có cái người khách quen của chị đó là điện để nhận trước đó, sợ hết đó. Cho chị tiền là 2 tô đây này. Hai tô không mắm hả? Rồi. Con 15-20. À, một phần là 15-20 nha mọi người. Ai muốn ăn kêu thêm thì là 20, còn mình một phần bình thường là 15. Rồi đây em, cảm ơn nha. Có hai bé này là đợi từ nãy lâu rồi đó, khoảng 5 phút rồi đó, giờ mới có đem ra đó. Không có lấy gì chấm mà. Dạ không, ăn gì chấm.
có cua nữa, à nước cua nữa. Mình thấy là ở trong tô bún là có cua nè, tàu hũ nè, chả nè, rất là nhiều. Không ăn gì chị? Ai hiểu cũng điếu tới chú ông không quên bụng cà phê rồi nè. Loài này hả? Nếu ai ở trung tâm Sài Gòn thì sẽ biết cô này. Tại cô này lúc trước là bán 15 năm ở đường Lê Lợi đó. Thì cô mới giờ cô chuyển qua đây là bên quận 3, là ngay đường Tú Xương với lại bà Nguyễn Thanh Quang. Cô nghỉ bên đường Lê Lợi khoảng một năm mấy nay rồi. Gần hết rồi, gần hết rồi ha con. Đó, là gần hết rồi nè mọi người. Chỉ còn khoảng vài tô nữa thôi. Giờ chỉ còn có một hai tô nữa là cô chuẩn bị dọn dẹp về rồi.